Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì kênh ô tô cũ Mê Linh có làm video và bán ra một chiếc xe cho khách hàng là anh Toàn ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội, mua một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu bản full kịch của kênh ô tô cũ Mê Linh. Và hôm nay thay mặt cho kênh ô tô cũ Mê Linh đại diện là anh Long để pha trao quà cũng như là bán giao xe cho anh Toàn. Xin mời anh Long đại diện cho kênh ô tô cũ Mê Linh. Tặng em cả là thùng bia nữa. Qua đây kênh ô tô cũ Mê Linh xin cảm ơn anh Toàn cùng toàn thể anh em cùng bạn bè đã đến chia vui và ủng hộ một chiếc xe đẹp của kênh ô tô cũ Mê Linh bán ra. Và chúc cho anh và gia đình sở hữu một chiếc xe đẹp đi an toàn và hiệu quả. Xin cảm ơn anh Toàn và toàn thể anh em. Xin cảm ơn nhá. Cảm ơn anh em nhá. Và qua đây thì em còn rất nhiều xe để cho anh em có nhu cầu sở hữu những mẫu xe đẹp thì các bạn liên hệ bên mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và qua đây thì em còn một con đời 22 xe nhập khẩu bản full kịch như con xe này các bạn nhé. Nếu bạn nào có nhu cầu sở hữu thì các bạn lại liên hệ bên mình. Còn một con đang dọn các bạn nhé, biển Hà Nội, đời 22 xe nhập khẩu như con này luôn các bạn ạ. Bạn nào thích thì lại liên hệ về. Xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin cảm ơn.